Alo, xin chào các bạn. Hôm nay tôi trình bày cho các bạn một cái vấn đề, nó cũng gọi là tương đối nâng cao ở trong Tableau. Đó là cái vấn đề về cả LD, tức là Level of Detail Expression trong Tableau. Thì đây là các cái biểu thức mà giúp cho các bạn có thể thực hiện những cái tính toán tổng hợp dữ liệu theo các cấp độ khác nhau. Người ta gọi chung đó là LD đấy. Đấy. Thế thì LD nó giúp cho các bạn là gì? Là thực hiện những cái thống kê tính toán phức tạp trên các cái dimension, tức là trên các cái chiều mà ở nhiều cấp độ khác nhau. Giúp cho các bạn có thể lập những cái báo cáo cũng như là xây dựng những cái tính toán dữ liệu nó khá phức tạp. Và tất nhiên cái LD thì nó cũng cũng hơi phức tạp, cho nên các bạn có thể đọc thêm và tìm hiểu thêm trong các cái tài liệu. Còn ở trong cái phần này tôi chỉ nói cơ bản về cách sử dụng LD thôi. Thì các bạn biết rằng là thứ nhất là cái mục tiêu của cái LD, tức là Level Detail Expression đó, là giúp cho các bạn có thể thực hiện các cái thống kê, các cái tính toán dữ liệu phức tạp trên các cái chiều và ở nhiều cấp độ, tức là nhiều level khác nhau. Đấy, thì ở trong trường hợp này là các bạn hình dung là cơ bản thì cấu trúc cái cú pháp của một cái LD Expression nó như thế này, tức là nó gồm một cái LD Function, thực tế là các cái keyword như fix nè, include nè, exclude nè, và sau đó là một cái dimension, là một cái chiều dữ liệu mà các bạn cần thực hiện các cái thống kê theo các cái cấp độ, và sau đó dấu hay chấm cái là các cái aggregate function, tức là các cái hàm gộp như hàm sum, hàm max, hàm min, hàm count. Ví dụ thế thì và đặt trong hai dấu ngoặc nhọn như thế này này, đặt trong hai dấu ngoặc nhọn này. Thế thì tôi lấy một cái ví dụ đơn giản, như trong cái bảng bán hàng chẳng hạn, thì ta cần tính là tổng cái doanh số theo từng cái category, từng cái nhóm hàng, thì các bạn sẽ sử dụng một cái LD expression như thế này. Thì cái LD function tức là cái hàm fix, và sau đó là cái dimension, tức là cái chiều theo cái loại hàng, tức là category, và dấu hai chấm cái hàm gộp ở đây là các bạn dùng R, gọi là average sale, tức là cái trung bình. Đây ta sử dụng trung bình chứ, trung bình. Ví dụ như là với mỗi cái category thì các bạn sẽ tính trung bình của cái doanh thu, ví dụ thế. Thì các bạn sử dụng cái này thì tất nhiên thì các bạn phải đọc thêm và các bạn thực hành nhiều thì các bạn mới quen với cách sử dụng LD này. Tuy nhiên là trong cái ví dụ này thì tôi trình bày cho các bạn một cái đơn giản để các bạn có thể hiểu được cái cách sử dụng LD trong cái việc thống kê tổng hợp dữ liệu phức tạp và theo nhiều cái level. Thì trong hôm nay ta lấy cái ví dụ đơn giản là nó có khoảng 30 mấy ngàn cái cuộc gọi của cái một cái trung tâm chăm sóc khách hàng bán hàng gì đây. Thế thì bây giờ cái việc đầu tiên các bạn hình dung là ta xem thử là có bao nhiêu cái cuộc gọi. Ví dụ ta ở đây ta xem thử là có bao nhiêu cuộc gọi nha. Tổng cộng là có ta có khoảng 32.940 cuộc gọi. Và ta xem thử là cuộc gọi này mà theo từng cái call center thì nó như thế nào. Được, các bạn nhìn thấy đây là số cuộc gọi theo từng cái call center. Bây giờ các bạn muốn làm gì? Là các bạn sẽ đếm cái số cuộc gọi này theo từng cái call center, nhưng mà gì nó không break down, tức là không chia nhỏ ra theo từng cái center nữa, cái call center nữa, tức nghĩa là tổng có một số tổng luôn ở đây. Thì ta sẽ tạo ra một cái biểu thức LD như thế này, tức là gọi là exclude call center, ví dụ thế. Cái này các bạn đặt cái tên thôi, và như vậy các bạn sẽ viết cái cổng biểu thức ở đây nên là này, tức là bắt đầu bởi một cái dấu ngoặc và sau đó là một cái keyword, một cái LD function, và sau đó là cái dimension, dấu hai chấm cái hàm. Thì ở đây ta sẽ viết là ta sẽ viết ở đây là cái dấu ngoặc nhọn này này, thì ta sử dụng cái từ khóa là exclude, và do đó cái chiều của mình, tức là cái chiều cái dimension, tức là call center, và dấu hai chấm cái, và ở đây ta dùng một cái aggregate function, tức là hàm gộp, tức là hàm count, và cái gọi là cái ID call này đó, thì cái đóng ngoặc lại. Thì cái biểu thức này các bạn được hiểu một cách đơn giản như này, tức là tôi đếm cái đếm trên cái đếm số cuộc gọi, nhưng mà tôi loại trừ cái chiều call center này ra khỏi cái biểu thức của tôi, tức là tôi như vậy thôi. Như vậy là nghĩa là nó sẽ trả về tổng cái số cuộc gọi đấy, thì của toàn bộ cái call center. Thì bây giờ ta sẽ đưa vào đây, ta xem thử là như vậy là ta đây, thì các bạn sẽ thấy đây tôi đây, như vậy là tổng cái ở đây ta sẽ thấy có một cái là gì, là call center đây này, và ở đây thì đây là số cuộc gọi
trên từng cái trong từng cái call center, còn đây là tổng tất cả các call center đây. Thì cái từ khóa exclude nghĩa là nó loại cái dimension nó ra khỏi cái biểu thức được thôi. Thì tất nhiên là các bạn về các bạn có thể làm thêm. Còn cái include tôi nói các bạn include tức là nó bao gồm cả cái dimension này vào trong cái biểu thức tính của mình. Ví dụ như đây ta lấy một cái ví dụ đơn giản như này là bây giờ ta muốn xem thử là cái điểm đánh giá trung bình của đây ta lấy điểm đánh giá trung bình nha. Ví dụ ta là điểm đánh giá trung bình theo từng cái gọi là từng cái call center, đây là điểm đánh giá trung bình của từng cái call center như này. Đó. Thì ở đây là và thậm chí là trong từng cái call center này ta xem tự là từng cái channel nó như nào, ví dụ thế là từng cái channel là điểm nó được sẽ đánh giá như nào đó, ví dụ thế. Như vậy là đây là cái ta sẽ lấy cái điểm như đầu tiên là ta sẽ xem được cái điểm điểm trung bình nhé của cái này, của cái đánh giá trung bình theo từng cái call center này, hoặc là ta xem thử là điểm đánh giá trung bình theo từng cái channel, ví dụ thế, trong từng channel đây. Thế thì bây giờ giả sử như các bạn muốn là đánh tính cái điểm trung bình của từng cái channel mà không cần phải quan tâm, tức là nó theo từng cái call center này, mà thì các bạn thường các bạn phải gì, các bạn phải loại cái này ra đúng không, các bạn phải loại ra gì nữa, bạn loại cái này ra thì các bạn mới biết được là từng cái channel có điểm đánh giá trung bình nó như nào. Đấy. Thế bây giờ là các bạn làm cách đó bằng cách là các bạn sử dụng cái từ khóa này, như vậy là ta ghi là include cái gọi là cái call center, include cái call center. Thì bây giờ các bạn viết công thức ở đây, ta sẽ viết một cái công thức LD như sau, tức là include cái dimension là call center dấu hai chấm cái điểm trung bình của cái gọi là cái score này đó, ok. Thì ở đây các bạn hình dung là đó, có nghĩa rằng là gì, là tôi sẽ tính cái điểm trung bình đánh giá này mà nó bao gồm cả cái call center ở đây. Thì đây ta sẽ vào đây thì bây giờ ta sẽ xem cái này, như vậy là ta sẽ xem nó như nào. Ở đây ta sử dụng cái độ đo trung bình và ta đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái điểm mà trung bình đó, điểm trung bình mà theo từng cái call center nó như này, của từng kênh này, hay là của từng kênh, nhưng mà trên đây là của theo từng cái call center ở đây. Thì bây giờ các bạn hình dung là cái nguyên tắc làm việc của nó như sau, ví dụ như là ta lấy cái đây, ta lấy cái từng channel này, ta lấy từng cái call center ở đây, thì ta tính cái điểm trung bình của nó như này. Ở đây ta lấy cái điểm trung bình nhé, điểm trung bình đây. Đấy, trung bình thì các bạn thấy đây, đây là từng cái kênh mà trong từng cái call center nó như thế này. Ở đây ta xem nó như thế này rồi, và ta sử dụng cái độ đo trung bình, sử dụng cái độ đo trung bình nhé. À, trung bình thì các bạn sẽ thấy con số này, ví dụ như là cái channel chatbot này trong bốn cái call center thì chi tiết nó như thế này, chi tiết nó là trong từng cái call center thì chi tiết nó như thế này, còn con số này còn là con số trung bình. Trung bình nghĩa là nó cộng bốn cái call center này, nó chia ra thì trung bình là 5.466. 5.466 chính là con số mà các bạn thấy là con số chatbot này này, đấy chính là 5.466 đây. Đây thì con số này đây. Đó, thì cách làm việc của cái include là nó bao gồm cả cái dimension nó vào trong biểu thức tính toán để các bạn có thể vừa có cái dữ liệu chi tiết trong từng cái channel, nhưng mà gộp lại tổng cộng lại trên từng cái call center nó kiểu kiểu như này. Đó, thì cái phần này thì các bạn có thể hình dung là cái biểu thức include nó được được sử dụng như vậy. Đây. Còn tương tự như vậy là 5.466
5.66 này, 5.66 thì trong trường hợp này tính là cái con số này đây, tức là của cái này, còn email là 5.43 này. Đấy, thì trong trường hợp này các bạn thấy là email là 5.43 này. Đó, thì các bạn có thể sử dụng cái include nó như vậy. Còn cái feature là cái cố định, tức là các bạn cố định theo một cái dimension nào đấy. Ví dụ ở đây trường hợp là các bạn fix này, các bạn cố định theo một cái dimension nào đấy. Thì ở đây ta lấy một cái ví dụ như này là giả sử như theo từng cái city, đó, city thì các bạn xem thử cái ngày mà người ta nhận cuộc gọi nó như nào. Đây ta sẽ hình dung là đây là trong các cái city thì các đây là trong tháng 10 này đúng không, là có rất nhiều cuộc gọi, rất nhiều cuộc gọi. Thế thì bây giờ các bạn muốn là gì, là trong từng cái city này thì cái ngày mà người ta nhận cuộc gọi đầu tiên và cuối cùng là ngày nào, ví dụ như thế. Thì các bạn sẽ cứ là cố định theo từng cái city này. Thì tại đây ta sẽ tạo ra một cái LD expression như này, ví dụ như là ta nói về cái LD mà ví dụ như thế, ta gọi là cái first call, first call by city, ví dụ thế là by city. Đấy, thì các bạn sẽ tương tự, các bạn sẽ gì là theo cố, các bạn fit theo từng cái city. Đấy, tất nhiên tôi sử dụng cái hàm fit ở đây, được chưa, và cái dimension của mình là city đó, dấu hai chấm cái, và đây tôi sử dụng cái hàm min của cái cost timestamp này, ví dụ thế. Có nghĩa là gì, nghĩa là các bạn fit theo cố định theo một cái chiều này, tức là chiều tây, và ta tìm ra cái min, tức là cái nhỏ nhất, tức là ta gọi là first call by city đây, ví dụ thế. Thì ở đây các bạn thấy đấy, và tương tự như vậy ta cũng sẽ tạo ra một cái là LD last call by city. Và các bạn sẽ cũng sử dụng cái cú pháp như vậy thôi. Đầu tiên ta sẽ cố định lại theo city, và các bạn ở đây là cái chiều là chiều city, và dấu hai chấm cái là các bạn cũng sử dụng, như các bạn dùng hàm mask của cái gọi là cái core custom đó, như thế. Thì các bạn sẽ thấy đây là ở đây, thì bây giờ các bạn sẽ là ta xem tới cái ngày mà nhận cuộc gọi đầu tiên, first call. Rồi ta chọn lại, ta bỏ cái này đi đã nhé. Các bạn sẽ hình dung là ta chọn lại cái định dạng là ngày, ngày này đó. Rồi đây, và các bạn last call by city. Thì các bạn có thể, nhưng mà ta có thể chọn lại cái ngày đó, last call đấy. Thì bây giờ các bạn hình dung là ở đây là cái từng, ví dụ như cái city này thì ngày gọi đầu tiên là ngày 1 tháng 10 năm 2000, và ngày gọi cuối cùng trong tháng tháng 10 này là ngày 28 tháng 10, ví dụ thế đó. Thì các bạn có thể hình dung là các bạn xem cái cách mà ta có thể sử dụng cái này. Ví dụ như các bạn hình dung là đó, thì các bạn có thể hình dung là các cách mà các bạn sử dụng cái fit nó như là như vậy. Thì ở đây tôi tóm lại cho các bạn là gì, cái biểu thức về gọi là cái LD, gọi là một cái kỹ thuật mà cái giúp cho các bạn có thể tổng hợp dữ liệu theo các cái cấp độ, và có thể dùng để tính toán thống kê dữ liệu ở các cái cấp độ phức tạp hơn. Và trong này thì cái ba cái từ khóa cũng như người ta gọi là audio function á, là fit là cố định một cái dimension nào đó, include là bao gồm cả, tức là các bạn đưa cái dimension này vào trong cái biểu thức tính toán, còn exclude là các bạn loại cái dimension này ra, loại cái đấy, cái chiều này ra khỏi cái biểu thức tính toán của mình. Thì các bạn có thể về các bạn xem thêm cái kỹ thuật sử dụng LD này trên các cái diễn đàn, để giúp cho các bạn có thể có một cái năng lực tính toán và thống kê dữ liệu ở nhiều cấp độ và phức tạp, phục vụ cho cái phân tích dữ liệu của mình. Xin chào các bạn.